Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh YouTube của Tuấn Blue. Và hôm nay thì mình sẽ quay một cái vlog cũng khá là đặc biệt. Tại sao mình nói là đặc biệt? Tại vì là mình sắp sửa chia tay cái chiếc R1533 này của mình. Mình sẽ bán nó cho một người em quen biết để lên một chiếc xe khác. Thực sự là cái chiếc xe này cũng đi theo mình một quãng thời gian khá là dài, đó là hơn 2 năm. Thì cũng có rất là nhiều kỷ niệm buồn và vui. Và hôm nay chia tay em nó thì mình cũng có cảm xúc là rất là lưu luyến nó. Nhưng mà tại vì là cần lên CC nên là mình sẽ quyết định bán nó, không thể nó giữ lại nó bên cạnh mình để tiếp tục hành trình theo mình nữa. Đó, thì hy vọng là em trai sắp tới mua cái chiếc xe này của mình về thì sẽ cũng chăm sóc và yêu thương mình đã từng chăm sóc nó như vậy đấy. Thì cũng không biết nói gì, rất là buồn luôn. Nó cũng đi theo mình hơn 2 năm, rất là nhiều chặng đường. Mình luôn xem nó như là một người bạn luôn. Bây giờ phải chia tay thì thực sự là cảm giác là cũng rất là buồn. Thôi, mình sẽ ôm em nó như một lần cuối, coi như là chia tay một người bạn. Hẹn ngày nào đó, nếu có duyên sẽ gặp lại. Thôi, bây giờ là mình tiếp tục đi giao xe nha các bạn. Thằng em thì nó chạy từ Quảng Ngãi vào từ ở Quảng Ngãi nó vào Sài Gòn, và mình sẽ từ Bình Dương qua Sài Gòn và làm công chứng giấy tờ các thứ để giao xe cho em nó. Thì ok, bây giờ là mình sẽ bắt đầu tiếp tục đi giao xe nha các bạn. Cái chiếc xe này là đi theo mình đã hơn 2 năm rồi các bạn. Và cũng có rất là nhiều những cái kỷ niệm buồn vui đấy, nhưng mà nó cũng đã gắn bó với mình rất là nhiều cung đường và cũng có rất là nhiều kỷ niệm. Khi mà mình chia tay đi một chiếc xe ấy, thì thực sự là cảm giác của mình rất là buồn, tại vì là mình luôn luôn xem nó như là một người bạn đó, và mình chăm sóc bảo dưỡng và rất là yêu quý nó. Nhưng mà vì là mình phải bán chiếc xe này đi để mình dồn tiền mình lên CC đó, mình không thể giữ nó lại để tiếp tục hành trình theo mình nữa. Thì đây là mình sẽ làm một cái video như là tri ân nó thôi. Trước khi bán chiếc xe này thì mình cũng đã thay rất là nhiều thứ mới. Lốp này thì cũng thay hơn 1 năm còn mới này. Lốp trước này là của Pirelli, mới thay con gai luôn này. Đấy. Và nhông xuyên dĩa thì mới thay sên này. Dĩa với nhông thì còn mới nhá. Mới thay sên này. Đó, sên DID 10 ly màu vàng. Rất là mượt luôn các bạn. Đó, xe thì lên đồ chơi vừa đủ. Những đồ chơi cần thiết. Đây. Và hiện tại thì mình đã tháo cái bô độ ra rồi các bạn. Tháo bô độ ra mình chằng lên sau này. Và mình lắp bô zin cho em nó, tại vì là nếu mà để cái bô zin này mình chằng vào sau này rất là dài luôn. Nên là mình sẽ phải tháo bô độ ra. Và ở đây là có cái đuôi zin và kính zin nữa, thì mình cũng cho thằng em nó hết. Và tất cả những cái đồ ở trên xe này mình cũng để nguyên cho em nó luôn, không có tháo cái gì nha các bạn nhé. Rồi, bây giờ mình tiếp tục lên đường để đi giao xe cho em nó nhá.
Trước khi mình bán chiếc xe này thì mình cũng đã bảo dưỡng sơ sơ qua rồi các bạn. Như là mình đi thay nhớt này, thay lọc nhớt này, mình dưỡng sên này. Đấy. Rồi là mình rửa xe sạch sẽ luôn, rửa mở dàn áo các thứ, rửa bên trong luôn đấy các bạn. Thì thằng em nó, mình cũng có nói chuyện với nó thì nó cũng bảo là nó kinh nghiệm, nó chăm sóc xe nó chưa có nhiều, nên là trước khi mình bán đấy thì mình cũng muốn là ra một cái chiếc xe tốt nhất cho cái người mua, để người ta mang về chỉ việc chạy thôi. Và cái thứ hai nữa là mình cũng rất là yêu quý cái chiếc xe này, nên là mình cũng muốn chăm sóc và bảo dưỡng em nó lần cuối, để khi mà chia tay em nó, chia tay chiếc xe này, nó về với một chủ mới thì nó vẫn hoạt động tốt và nó vẫn rất là ok như hiện tại mình đang chạy. Ok, và như vậy là mình vừa mới công chứng xong rồi, công chứng xe giấy tờ xong rồi hết rồi. Đây là phòng công chứng Nguyễn Chí Tam ở Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Công chứng rất là nhanh luôn các bạn. Vào làm 15 phút là xong rồi. Giấy tờ còn lẻ lắm, không có yêu cầu nhiều loại giấy tờ đâu. Đây là chủ xe mới đây. Em trai rất là đẹp trai, trẻ từ Quảng Nam vào. Ok nhá. Nếu mà có thời gian nữa là anh cũng không gấp đâu. Đó, nếu mà nó không gọi em không gấp đâu, tại nó chờ anh, anh hẹn nó 10 giờ mà nó chờ anh. Không có, nếu mà có rảnh rỗi thì anh em mình cà phê ăn cơm rồi là cho em chạy thử xe các thứ. Thật sự đấy. Nhưng mà yên tâm đi. Được. Anh bảo dưỡng hết cho em. Được. Xe ngon, nói chung là không phải lo gì hết. Về là em cứ theo hướng dẫn của anh là mình bảo dưỡng lại một lần nữa là ok nhá. Còn có vấn đề gì thì cứ alo cho anh.